Ok, hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video clip tiếp theo của Trấn Tường Casino. Thì ngày hôm nay bên Trấn Tường Casino sẽ giới thiệu đến toàn thể anh em một cái bộ sản phẩm bịp sóc đĩa mới nhất, tốt nhất, hiệu quả nhất trên thị trường hiện nay mà rất là dễ sử dụng cho anh em. Đấy, thì anh em nào mà muốn đặt mua cái bộ sản phẩm này hoặc anh em đang muốn tìm hiểu thêm cho mình về các dòng sản phẩm sóc đĩa bịp và cờ bạc bịp thì anh em có thể là vui lòng liên hệ trực tiếp đến những cái số điện thoại hotline ở trên màn hình của anh em. Đó, anh em có thể điện trực tiếp vào những cái số điện thoại hotline này hoặc anh em có thể là kết bạn nhắn tin qua Zalo cho bên mình anh em nhé. Đấy, sẽ có người trực điện thoại tư vấn và hỗ trợ cho anh em, giúp cho anh em tìm hiểu kỹ hơn về các cái dòng sản phẩm tốt nhất, mới nhất, hiệu quả nhất hiện nay. Đấy, hỗ trợ anh em đặt hàng một cách nhanh chóng nhất. Ngoài ra, anh em nào mà muốn đến trực tiếp cơ sở bên mình để mua cái bộ sản phẩm này thì có thể đến một trong hai cơ sở của bên mình. Cơ sở 1 là bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 là ở quốc lộ 13, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh em cứ đến nơi alo đến số hotline, bên mình sẽ cho người ra đón anh em nhé. Thì cái sản phẩm mà mình muốn giới thiệu đến cho anh em ở trong ngày hôm nay chính là một cái dòng bát camera cho anh em. Đấy, thì cái dòng bát camera này ấy, thì cho anh em cùng xem qua. Thì cái mẫu bát của nó thì có rất nhiều mẫu bát cho anh em lựa chọn nhé. Còn về cái dòng bát của nó là một cái dòng bát tàng hình không tang. Đấy, một cái dòng bát tàng hình không tang cho nên là cho anh em xem này. Khi anh em soi đèn nhé. À. Đó. Nó là bát tàng hình không tang, nó giấu tang nên khi anh em soi đèn hoàn toàn là không thể phát hiện tang tích gì này. Đấy, tất cả các mẫu bát của dòng bát tàng hình không tang này nó đều giấu tang, anh em soi đèn thoải mái luôn, không phát hiện ra tang tích gì. Anh em có thể là test thử nam châm đây, mình sẽ cho anh em xem một cục nam châm rất là hít luôn anh em nhé. Này đó, anh em thấy không, rất là hít này, anh em test hoàn toàn là không có dính hít gì, hoàn toàn là ok hết cho anh em nhé. Bát này anh em test thoải mái đó, cực kỳ là ok cho anh em luôn. Thì cái dòng bát tàng hình không tang ấy nó sẽ có hai loại cho anh em đó, nó sẽ có hai loại, một loại là tự động và một loại là khiển. Đấy, nó giấu tang cho anh em nên anh em hoàn toàn là yên tâm khi sử dụng. Về cái khoảng cách bắt được của những cái màn soi của cái bát tàng hình không tang ấy hay như các cái dòng bát camera khác đấy thì nó khoảng cách là từ 10 đến 15 mét là khoảng cách hiệu quả cho anh em nhé. Đấy, rất là ok cho anh em, cực kỳ là dễ sử dụng. Còn nếu như anh em ấy mà muốn mà bắt ở cái khoảng cách xa hơn nữa đấy, anh em muốn bắt ở khoảng cách xa hơn nữa thì bên mình đang có một cái bộ sản phẩm mà hỗ trợ cho anh em có thể là kết nối và chiếc điện thoại của anh em đang sử dụng luôn. Đấy, anh em có thể là sử dụng chiếc điện thoại này, là chiếc điện thoại anh em đang sử dụng, anh em để soi, anh em để soi thay chiếc màn soi bình thường. Đấy, và khi anh em sử dụng một chiếc điện thoại khác kết nối vào chiếc điện thoại này, sử dụng thêm một chiếc điện thoại khác kết nối vào chiếc điện thoại này thì khoảng cách anh em bắt được có thể là hàng nghìn km anh em nhé. Đấy, có thể là hàng nghìn km cho anh em, nên anh em mà hoàn toàn yên tâm. Đây, mình sẽ cho anh em xem. Thì khi anh em sử dụng cái bộ sản phẩm này thì anh em muốn sử dụng được cái bộ sản phẩm này thì sau đây mình sẽ đi vào là mình, thứ nhất là mình hướng dẫn cho anh em cách sử dụng của cái bộ sản phẩm này. Đấy, hướng dẫn anh em cách sử dụng bộ sản phẩm này và cho anh em cùng kiểm nghiệm xem cái độ sắc nét của cái dòng bát tàng hình không tang này nó như thế nào anh em nhé. Thì anh em muốn sử dụng được này thì trước hết là anh em phải gạt một cái nút ở trên đầu của cái bộ sản phẩm này. Đó, anh em gạt này. Đó, khi nào nó nháy đèn xanh như này thì anh em có thể là bỏ nó trong túi áo, túi quần là tùy ý của anh em. Đó, bỏ túi áo, túi quần là tùy ý của anh em. Sau đó, anh em sử dụng chiếc điện thoại của anh em đang dùng đây. Đây, anh em bấm vào phần cài đặt. Đấy, trong phần cài đặt anh em chọn vào phần Wi-Fi này. Thì như anh em thấy đây, ở trong cái phần Wi-Fi đấy, nó hiện lên cho anh em là cái tên Wi-Fi là AVTO này nhá. AVTO, đây, AVTO Wi-Fi. Anh em bấm vào đây, anh em kết nối này. Mật khẩu của nó là từ 1 đến 8. Đấy, rất là ok cho anh em, mật khẩu là từ 1 đến 8 này. Thì khi anh em kết nối, đấy, anh em đã kết nối xong rồi này. Đấy, thì anh em thoát ra ngoài cho mình, anh em vào cho mình cái phần mềm e-camera này. Thì cái phần mềm này anh em có thể tải ở CH Play hay App Store, đều rất là dễ dàng tải, đều có sẵn cho anh em bấm Start. Đó, khi nào nó hiện lên như thế này thì tức là đã ok rồi anh em nhé. Đấy, anh em có thể là soi được rồi. Đấy, thì khi anh em sử dụng thêm một chiếc điện thoại khác nữa kết nối vào chiếc điện thoại này thì khoảng cách bắt của nó là rất là xa. Còn đây là mình đang chỉ là hướng dẫn qua cho anh em về cái cách sử dụng của nó, nên là mình sẽ để chế độ riêng một máy. Đấy, để cho anh em xem. Thì đây, mình sẽ cho anh em cùng xem về cái bát tự động nhé. Đây là một chiếc bát tự động này. Thì cái bát tự động này khi anh em úp bát xuống này, đấy là mắt camera ở trong bát này nó đã hoạt động rồi. Đấy, ví dụ như nó đang hơi sáng như thế này thì anh em có thể là vuốt màn hình chỉnh độ sáng tối ở cái điện thoại của anh em. Đấy, anh em chỉnh độ tối xuống anh em nhìn cho rõ. À, đấy, anh em chỉ việc úp bát xuống là mắt camera trong này đã hoạt động này. Đấy, ok cho anh em. Đây, mình sẽ test thử cho anh em xem này. Đó, ba trắng cho anh em này. Đấy, rất là ok cho anh em luôn nhá. Thì khi cái bát tự động này anh em chỉ việc úp bát xuống này,
là mắt camera trong này nó đã hoạt động rồi. Chính vì thế nên cái thời lượng pin của nó sẽ bị tiêu hao ngay từ khi anh em úp bát xuống, và thời gian sử dụng của nó sẽ không được lâu như cái dòng bát tự bát khiển. Đấy, nó chỉ được khoảng tầm 2 tiếng, nhưng mà 2 tiếng cũng rất là ok cho anh em rồi đúng không ạ? Nó cực kỳ tiện lợi là khi anh em úp bát xuống là nó đã hoạt động mắt camera rồi. Anh em chỉ việc giở màn hình ra soi. Đấy. À. Đó, cho anh em xem này. Đấy, ba đen anh em thấy không ạ? Thì ví dụ như khi màn hình anh em chưa kịp soi này, đây. Anh em ví dụ anh em chưa kịp soi màn hình, anh em chỉ việc xoay nhẹ bát một tí ấy. Đấy là nó đã tự động hiện lên cho anh em đấy, ba đen này anh em nhìn thấy không ạ? Cực kỳ là rõ nét cho anh em luôn nhá. Đấy à. Đó anh em thấy chưa? Vẫn ba đen này. Đấy, cái bát tự động này thì rất là ok cho anh em rồi. Đấy, còn nhiều anh em đấy thì lại muốn là một cái bát mà để anh em sử dụng nó lâu dài hơn. Đấy, nó cuộc chiến nó dài hơn hơn. Thì đây, mình sẽ cho anh em cùng xem về cái bát. Đây là một cái bát khiển cho anh em nhé. Thì cái bát khiển này nó khác bát tự động ở cái điểm gì là khi anh em cầm bát này, anh em chú ý này. Đấy, anh em cầm bát nhá, anh em úp bát xuống hoàn toàn là không, mắt camera không hoạt động nhé. Đấy, anh em xoay thoải mái, mắt camera không hoạt động, mà anh em muốn nó hoạt động anh em phải có cho mình là một chiếc khiển này. Đấy, một chiếc khiển này, anh em nhìn mình bấm khiển này. Đó, bấm khiển thì mắt camera nó mới hoạt động anh em nhé. Đấy, anh em thấy không? Bấm khiển thì mắt camera nó mới hoạt động. Đấy, rất là ok cho anh em luôn ạ. Chính vì thế nên là thời lượng pin của nó sử dụng sẽ lâu hơn. Tại vì sao? Tại vì khi anh em bấm khiển này, mắt camera hoạt động, pin nó mới tiêu hao. Đấy, cho nên là thời lượng nó sẽ sử dụng được lâu hơn. Một cái bát đầy sạc đầy anh em có thể sử dụng được khoảng 200 lần bấm, tức là rất là lâu, khoảng 3 đến 4 tiếng thoải mái luôn, liên tục cho anh em nào. Đây, anh em xem. Đó, ba đen cho anh em. Rất là rõ nét luôn anh em nhé. Đấy, cho anh em xem lại. Đấy anh em nhìn thấy không ạ? Tứ đen này. Rất là ok cho anh em luôn ạ. Nào, cho anh em xem lại, tứ đen. Đấy, thì cái dòng bát khiển này thì nó cũng có cái hay của nó là nó sử dụng thời gian được rất là lâu. Đấy, nhưng mà nó cũng có cái không hay là anh em lúc nào cũng phải cho cái khiển này ở gần khu vực bát, tức là anh em lúc nào cũng phải đứng ở gần chỗ đó. Đấy, là lúc nào cần xem là anh em phải bấm khiển. Đấy, cho nên là anh em khi mua sản phẩm ấy, anh em lựa chọn cho mình cái sản phẩm nào mà phù hợp với sân chơi, với cái bộ môn sòng sới của mình chơi. Đấy thì nó sẽ ok, đạt hiệu quả tối đa luôn anh em nhé. Đấy thì về cái mẫu bát của nó là các cái dòng mẫu bát này, ví dụ như là đây là một chiếc bát nhựa hoa này. Đó, cho anh em xem, đây là một chiếc bát nhựa hoa và đây là một chiếc bát trắng tinh. Thì về mẫu bát của nó thì anh em hoàn toàn yên tâm đi, ngoài những cái mẫu bát nhựa hoa trắng tinh này ra, bên mình còn rất nhiều mẫu bát khác đó, và bên mình có nhận làm bát theo yêu cầu của anh em. Tức là sao? Tức là chỗ sân chơi của anh em ấy, anh em xem là sân chơi của anh em sử dụng cái mẫu bát nào thì anh em có thể là khi đặt hàng của bên mình, anh em nhắn tin mẫu bát cho bên mình, nếu mà bên mình có sẵn cái mẫu đó sẽ gửi về mẫu đó về cho anh em. Còn ví dụ như cái mẫu bát của anh em nó hơi khác một tí đấy, thì anh em có thể là gửi mẫu bát, bên mình sẽ đi tìm mua cái mẫu bát đó và làm trực tiếp cho anh em. Còn nếu như chỗ mình nó không có mẫu bát đó thì anh em có thể là gửi cái mẫu bát là từ chỗ anh em. Đấy, cái mẫu bát mà anh em cần làm ấy, anh em gửi lên cho bên mình. Bên mình sẽ làm trực tiếp vào cái mẫu bát đó. Đấy, sau đó gửi về cho anh em. Mất nó chỉ khoảng tầm 2 đến 3 ngày thôi. Đấy, rất là ok cho anh em. Bên mình thì có nhận bát, làm bát theo yêu cầu của anh em nhé. Đấy, nên anh em hoàn toàn yên tâm. Thì ngoài ra anh em nào mà đang muốn đặt mua cái bộ sản phẩm này thì cứ liên hệ đến số điện thoại hotline ở trên màn hình của anh em, hoặc kết bạn nhắn tin qua Zalo cho bên mình. Bên mình sẽ tư vấn và hỗ trợ anh em đặt hàng anh em nhé. Thì anh em nào mà ở xa, bên mình sẽ gửi hàng cho anh em là qua xe khách này, qua bưu điện. Đấy, khi anh em nhận hàng, anh em sẽ được phép kiểm tra hàng, sau đó anh em thanh toán tiền. Còn anh em nào mà ở gần cơ sở bên mình ấy, thì có thể đến trực tiếp cơ sở bên mình để được trải nghiệm và mua các bộ sản phẩm này. Bên mình thì có hai cơ sở, cơ sở 1 là bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 là ở quốc lộ 13, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh em cứ đến nơi, alo đến số hotline cho bên mình. Đấy, bên mình sẽ cho người ra đón anh em, dẫn anh em vào trong cơ sở luôn. Thì ngoài cái bộ sản phẩm bát tàng hình không tang này ra, bên mình còn rất nhiều bộ sản phẩm khác liên quan đến cờ bạc bịp, như là về sóc đĩa này, bầu cua, tài xỉu, bài lá. Đấy, rất là nhiều sản phẩm cho anh em lựa chọn. Thì anh em cứ alo đến cho bên mình, sẽ có người hướng dẫn tư vấn cho anh em từ A đến Z luôn. Đấy, cực kỳ là ok luôn ạ. Thì cuối video ạ, mình cũng cảm ơn là anh em đã theo dõi hết video của mình. Anh em nào mà cảm thấy video của mình hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo.